sẽ thế nào khi bạn phải tham gia một thử thách sinh tồn mà phải bịt mắt trong suốt 5 năm? Không đùa đâu, người mẹ này và các con của cô ấy đã phải thực sự làm điều đó. Điều gì đã thôi thúc họ hành động mạo hiểm như vậy? Lý do ta phải quay trở lại 5 năm trước, khi đó nữ chính là một họa sĩ sống khép kín, chuyên sáng tạo ra những tác phẩm trừu tượng, đồng thời cô cũng đang mang thai đứa con đầu lòng. Mọi chuyện bắt đầu khi cả thế giới bàng hoàng trước những vụ tự tử hàng loạt, không ai biết lý do là gì, mọi chẩn đoán đều vượt xa khả năng của con người. Cùng lúc này, nữ chính được cô em gái là Jessica đưa đến bệnh viện phụ sản. Việc chưa sẵn sàng làm mẹ, nữ chính được khuyên cô có thể cho nhận con nuôi. Khi rời khỏi bệnh viện, cô bắt gặp một người phụ nữ đang liên tục húc vào cửa kính, đến mức cô ta dường như không nhận ra đầu mình đã bung bét máu. Chỉ vài phút trước, người phụ nữ này vẫn đang hoàn toàn bình thường, vui vẻ nghe điện thoại ở hành lang. Quá hoảng hốt, Mallory lập tức rời khỏi hiện trường. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những rắc rối về sau. Mallory được khuyên ở lại nhà em gái cho đến khi chuyện này dừng lại. Bên ngoài không khí đã thay đổi, lâu lâu họ bắt gặp những chiếc xe cảnh sát chạy loạn xạ trên đường, một số người liều lĩnh vượt đèn đỏ, những vụ nổ đâu đó trong thành phố và những vụ ẩu đả bên vỉa hè. Có thứ gì đó đang lây lan trên diện rộng. Chẳng cần phải phỏng đoán thêm, Jess đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Nét mặt chợt thay đổi, đôi mắt lập tức chuyển dần sang màu đen. Chiếc xe mất lái trên đường. Mallory không thể ngăn cản hành vi quá khích của cô em gái. Sau vụ tai nạn, cô phải chứng kiến Jess tự tử ngay trước mặt mình. Cô đứng bàng hoàng một lúc và bị cuốn theo đám đông đang bỏ chạy. Lúc này, ông đạo diễn lại muốn rắc thêm ít bánh cuốn cho khán giả. Lori bị xô té xuống mặt đất, một người phụ nữ chạy lại có ý tốt muốn giúp đỡ. Bất chợt bà ta nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình, và chỉ vài giây sau đó, nạn nhân xấu số tiếp theo đã được liệt vào danh sách. Từ trong căn nhà, người chồng đứng bần thần lúc lâu khi chứng kiến cảnh tượng đầy kinh hãi ấy. Mallory được một người đàn ông dìu dậy, cô và một số người khác không bị lây nhiễm, ẩn náu trong nhà Gray, một người đàn ông gốc châu Á. Thứ đang gây ra hỗn loạn ở ngoài kia, chúng tấn công vào hệ thần kinh trung ương của nạn nhân và kiểm soát hành vi của họ. Tom là một công nhân xây dựng, khi anh ta đang làm việc cùng với đội của mình, thì đột nhiên chủ thầu đã nằm lăn ra trước xe ủi, rồi người lái xe ủi lao xuống hào và bẻ cổ của mình. Tất cả những dữ kiện này cho thấy, họ không được nhìn vào thứ hiểm họa vô hình kia. Ngay sau đó, Tom lập tức kêu mọi người nhanh chóng đóng kín các cửa sổ lại. Kế đó, một cặp vợ chồng nhận được điện thoại từ các con của mình. Từ những âm thanh hỗn độn mà họ nghe được, có thể thấy đầu dây bên kia đã lành ít dữ nhiều. Đồng thời chính phủ cũng đã ban bố lệnh khẩn cấp, khuyến cáo người dân nên ở yên trong nhà. Ngay cả những nền tảng mạng xã hội cũng có nguy cơ lan truyền hiểm họa này. Jesse Lee, một người đàn ông cuồng tín, cho rằng đây có thể là sự trừng phạt từ ma quỷ, là kết thúc của thế giới. Trong khi Mallory thì vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì mà cô phải chứng kiến. Doug luôn có cái nhìn cảnh giác đối với cô ấy, có vẻ nguyên nhân chủ yếu là từ cái chết của vợ ông. Khi màn đêm bao trùm, những tiếng động phát ra ngoài ô cửa lại càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đã 3 ngày trôi qua, mọi người không thể liên lạc với nhau vì đường dây đã bị cắt đứt. Bên ngoài, xác chết nằm la liệt không chút động tĩnh, trong khi những người may mắn sống sót nhận ra thức ăn của họ đã sắp cạn kiệt. Căn nhà chợt trở nên nhốn nháo bởi tiếng gõ cửa. Ai nấy cũng đều hết sức dè chừng, riêng chỉ có Tom là tiến ra để thăm dò. Anh ta bị ngủi lòng khi nghe thấy một người phụ nữ đang cầu cứu. Doug lập tức ngăn cản vì lo ngại thứ đó sẽ xâm nhập vào, nhưng Mallory đã dùng súng để uy hiếp ông ta đứng sang một bên. Lúc này Tom yêu cầu cô gái bên ngoài bịt mắt vào, những người bên trong cũng làm tương tự. Khi đảm bảo mọi thứ đã an toàn, họ mới an tâm tháo bịt mắt của cô gái ra. Người phụ nữ này tên là Olim, nhà của cô ấy cách đây vài dãy. Chớ trêu thay, Olim mò ra ngoài là bởi nhà của cô ấy cũng đã hết lương thực. Trong khi đứa con sắp chào đời của Olim thì không thể thiếu hụt chất dinh dưỡng thêm được nữa. Mọi người đều nháo nhác cả lên, đến nước này thì họ không thể ở mãi trong nhà. Nhưng nếu ra ngoài giống như Lee Sin mà không có nội long cước thì cũng không thể nào lấy được thức ăn. Vì vậy, Greg đã nảy ra ý tưởng với hệ thống máy quay an ninh. Anh ta sẽ sử dụng chúng để giám sát những chuyển động bất thường bên ngoài. Phòng khi Greg phát bệnh khi nhìn phải những vật thể lạ, họ trói anh ta vào ghế và chờ đợi. Chẳng cần phải chờ đợi lâu, Greg đã thay đổi sắc thái. Sau khi nhìn một cơn gió thoáng vụt qua trên màn hình, khi mọi người nháo nhác chạy lên thì đã quá muộn, Greg đã chết trên một vũng máu loang lổ. Trong khi Doug cố phá vỡ màn hình, để thứ kia không còn gây nguy hiểm đến những người còn lại. Sau vụ tai nạn, mọi người trong căn nhà đều hết sức bàng hoàng. Có những người tìm ra một góc để trấn tĩnh, những người phụ nữ mang thai thì lại tìm nhau để được an ủi, trong khi cũng có những người đi nướng khoai để giải khuây. Ngày hôm sau, khi thức dậy, câu chuyện làm sao để kiếm được thức ăn vẫn đang là một chủ đề khiến Tom nhức đầu. Charlie đề cập đến một siêu thị nơi anh ta làm việc. Anh ta biết chắc nó vẫn còn nhu yếu phẩm, bởi trước lúc thảm họa xảy ra, anh ta đã tự tay khóa nó. Sau một hồi bàn bạc, họ lập ra một nhóm 5 người tiên phong đi lấy thức ăn, bao gồm Charlie, Tom, Lucy, Mallory và Doug. Thoạt đầu, Charlie từ chối tham gia vì anh ta chẳng có lý do gì để đi cả. Siêu thị rất dễ tìm, nó có biển hướng dẫn cụ thể, trừ khi các anh không biết đọc. Nhưng Mallory đã thuyết phục được Charlie với việc anh ta sẽ thu thập được nhiều dữ kiện cho cuốn tiểu thuyết của mình. Sau đó, họ dùng giấy và sơn để bọc kín chiếc xe. Việc di chuyển sẽ trông cậy vào chỉ dẫn của GPS. Không khí trở nên căng thẳng, đôi khi họ có thể cảm nhận được chiếc xe đàn qua vài xác chết trên đường, mà Tom tự lừa dối mình đó chỉ là lề đường. Cho đến khi nó phát ra những tiếng nhớp nháp của da thịt, pha với tiếng xương vỡ vụn thực sự rõ ràng, chỉ là gờ giảm tốc thôi mà.
Những cảnh báo tiềm cận cho thấy họ sắp va chạm thứ gì đó. Thoạt đầu họ nghĩ nó là một chiếc ô tô, nhưng những cảnh báo cứ thế tăng lên một cách dồn dập. Thi thoảng họ thấy chúng vụt qua trên nóc xe, liên tiếp phát ra những tiếng kêu dai dẳng như gió hú. Lúc này, những người trên xe đều vô cùng hoảng hốt như thể cái chết sắp cận kề. Charlie thậm chí còn hét toáng lên, buộc cho Tom phải tăng tốc chiếc xe bất chấp nó có cán qua thứ gì đi chăng nữa. Khi đến được siêu thị, họ dùng bịt mắt để tiến ra bên ngoài, Tom nhanh chóng kéo rèm cửa sổ và phân công mọi người đi hốt đồ, ưu tiên những thứ cần thiết và để được lâu. Trong khi Charlie thì vẫn đang quan sát đống lộn xộn dưới nền nhà, tôi sẽ không dọn dẹp chỗ này đâu. Sang với Duck, đó là một gian hàng trưng bày rượu, có vẻ như ông ta đã tìm được nơi an nghỉ cuối cùng, còn Tom thì đang cố bắt thân với Ma Lori để hiểu hơn về cô ấy. Cứ như thể gu của anh là gái một con trông mòn con mắt vậy. Quả thật là như vậy, họ nhìn nhau đắm chuối một lúc lâu. Sau đó, Ma Lori rời sang gian hàng khác vì e thẹn chăng. Cô bắt gặp một lồng vẹt và quyết định sẽ hốt luôn chúng, để gạt phăng cái tư tưởng yêu đương vào lúc này. Đúng lúc họ sắp quay trở về, thì Duck lại bị dao động. Với chai rượu trên tay, ông ta không ngượng mồm mà nói ra tất cả suy nghĩ. Thôi nào, ở đây có đủ đồ ăn thức uống cho cả năm, việc gì phải quay trở lại chứ? Cái suy nghĩ này lập tức lây lan sang một số người khác, riêng chỉ có Ma Lori là phản đối quyết liệt. Đúng lúc này, tiếng lạch cạch phát ra từ khu bốc xếp đã dập tắt đi màn tranh luận của họ. Tom vẻ mặt không khỏi bất an, có gì đằng sau cửa thế Charlie? Một bàn tay bê bết máu. Người đàn ông cầu xin hãy cho anh ta vào. Tom không chút cảnh giác liền kêu tất cả mau bịt mắt lại, giọng người đàn ông run lẩy bẩy. Bất giác khiến Charlie nhận ra đó là Phi Ngo, người đồng nghiệp làm ở quầy hải sản, nhưng có điều gì đó đen tối ở đây. Lũ vẹt bay toán loạn trong lồng, Ma Lori lập tức cảnh báo cho tất cả, nhưng không kịp nữa rồi, Phi Ngo đã đẩy được cửa. Charlie vẻ mặt hoảng hốt nhưng vẫn kịp lóe lên cái ý tưởng điên rồ gì đấy. Anh ta lao tới, đẩy Phi Ngo ra khỏi khe hẹp. Chỉ vài phút sau người ta đã thấy máu chảy loang dưới nền nhà. Ma Lori chỉ dám hét lên một tiếng the thé. Cô đưa tay bụng miệng, những người khác nhanh chóng di tản khỏi siêu thị. Dọc đường đi không ai dám ho he một câu nào, chỉ khi quay trở về, lão Duck mới cợt nhả, lại thêm một cuốn tiểu thuyết ông ta sẽ không phải đọc. Khi trời tối sầm, Ma Lori đang nhâm nhi miếng bánh bên quầy bar, lão Duck chợt xuất hiện cùng chai rượu. Ông ta giải thích về tính cách khó ưa của mình, thực tế Duck đã có 3 đời vợ, hai trong số đó coi cuộc sống hôn nhân giống như địa ngục, chỉ có người vợ cuối cùng là đủ tốt bụng để bao dung cho cái tính hãm lìm của ông ta. Triết lý sống của Duck là sau cùng chỉ có 2 kiểu người, bọn khốn và người chết. Tuy tỏ ra không thoải mái sau những chuyện đã xảy ra, nhưng Ma Lori vẫn cố cảm thông cho người đàn ông lạc lối này, vì cô thấy được điểm chung gì đó giữa Duck và bố của mình. Họ nâng ly để coi nó giống như việc thiết lập liên minh tạm thời. Quả nhiên quan điểm sống của Duck không hẳn là sai, nhân lúc họ mất cảnh giác, Lucy và Felix đã cướp mất chiếc xe duy nhất để bỏ chạy. Những người còn lại tỏ ra chán nản và bất mãn, đặc biệt là Tom, anh ta thấy như mình vừa bị dội một gáo nước. Khi Tom và Ma Lori đang trò chuyện tại phòng khách, thì bên ngoài, Olin đã âm thầm mở cửa cho một người đàn ông lạ mặt. Ma Lori lập tức xuất hiện với khẩu súng trường, những người khác cũng bị đánh thức. Không khí chợt trở nên căng cực, người đàn ông chợt nói ông ta tên Gary, một nạn nhân may mắn thoát chết sau khi trốn chạy khỏi thành phố. Gary cảnh báo, vẫn còn một đám người bí ẩn đang săn đuổi ông ta, nhưng bằng với sự sành sỏi cây đa cổ thủ của mình, Duck đã ngửi thấy có mùi bốc phét ở đây. Cho đến khi Gary đề cập đến bọn tâm thần ở Northwood, bọn này bắt ông và một đồng nghiệp khác nhìn vào đám quái vật, họ chống trả và Gary thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ông ta cầu cứu mọi căn nhà mà mình bắt gặp, nhưng không có bất cứ ai ra mở cửa. Điều đáng sợ ở chỗ, đám người tâm thần ở Northwood không cần khăn bịt mắt, cứ như thể chúng miễn nhiễm hoàn toàn với quái vật vậy. Một số người có vẻ tin sái cổ, trong khi Duck thì vẫn giữ vững lập trường. Ông sẽ không tin bất cứ bố con thằng nào vào lúc này. Rồi Duck giật lấy cây súng, đuổi thẳng cổ Gary ra khỏi căn nhà, ai phản đối sẽ chịu chung số phận. Ngược lại, Ma Lori vẫn mong nhận được chút cảm thông từ Duck. Bất ngờ, một cái bình ở đâu bay thẳng vào đầu của Duck, tiếng kêu nghe rất giòn và đã tai. Sau đó, ta thấy Tom lôi ông ta đến nhà để xe, ngủ ngon nhé bạn già. Trong khi cô nàng yêu đuối Olin vẫn đang nài nỉ Ma Lori, nếu có mệnh hệ gì thì cô ấy muốn Ma Lori chăm sóc cho con của mình, vì Olin biết rằng với bản tính nhu nhược của cô thì sớm muộn gì ông đạo diễn cũng cho hẹo. Những ngày sau đó, Ma Lori cố gắng tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài bằng bộ đàm, còn những người khác thì cố tỏ ra tích cực hơn cùng với những giai điệu phát ra từ radio, nhưng họ lại không ngờ rằng hai bà bầu lại lăn ra đau đẻ vào đúng lúc này. Trong lúc tất cả đều đang hướng sự chú ý ở căn phòng ngủ ở tầng 2 thì bên dưới, Gary đã lộ rõ bản chất điên loạn của hắn. Những bản vẽ quái dị và những biểu cảm rợn tóc gáy đã nói lên tất cả. Khi những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, Gary lập tức tống khứ lũ chim vào tủ lạnh và bắt đầu kế hoạch của hắn. Lúc này, Tom bước xuống tầng trệt, anh ta bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Duck, hậu quả là bị Gary đánh ngất. Hắn quay sang nhìn chòng chọc về phía của Duck, ánh mắt như bị hớp hồn, rồi hắn bất ngờ mở cửa nhà xe. Sau đó, tên tâm thần này mò lên tầng 2 để nhìn ngắm những đứa trẻ mới chào đời. Ma Lori có đôi chút bất an nhưng cô không tài nào giải thích được. Tên Gary tỏ vẻ thích thú rồi bất ngờ mở toang tất cả các cửa sổ, ánh sáng lập tức tràn vào. Olin trở thành nạn nhân xấu số đầu tiên. May mắn là Ma Lori đã giành được đứa bé từ cô ấy. Chẳng phải đợi lâu thêm, Sherry đã trở thành nạn nhân tiếp theo. Bà ta liên tục dùng kéo đâm vào cổ của mình trước sự phấn khích tột độ của tên Gary.
Kế đó hắn quay lại để nhắm vào những đứa trẻ. May mắn là lão Đắc đã xuất hiện kịp thời. Tên Gary liền di chuyển loạn xạ để gây sao nhãng, nhưng rốt cuộc vẫn phải lãnh lấy một viên đạn. Hắn điên tiết lao tới đẩy Đắc té xuống tầng trệt, rồi dùng kéo để đâm chết ông ta. Kế bên, Tom choáng váng tỉnh dậy, cố vơ lấy cây súng dưới chân mình. Đối diện với anh là tên Gary đang ở thế cầm cò. Chẳng ai biết điều gì đã diễn ra, nhưng Tom đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Anh quay lại ôm chầm lấy Mallory. 5 năm sau, bấy giờ, Tom và Mallory đã chung sống với nhau giống như một cặp vợ chồng điển hình. Những đứa trẻ đã lớn và chúng được dạy cách để cảm nhận những mối nguy hiểm đang rình rập. Thi thoảng, họ ra ngoài để tìm kiếm nhu yếu phẩm. Mallory sẽ làm gì với chiếc váy ngủ gợi cảm này? Không biết nữa, nhưng chắc chắn cô sẽ không dùng nó để xử bọn Northwood đang lởn vởn ở ngoài kia. Sau những nỗ lực tìm cách liên lạc với thế giới, Tom cuối cùng cũng đã nhận được cuộc gọi từ một người có tên Rick. Anh ta nói rằng, có một khu tị nạn khép kín ở cuối con sông, tốt nhất là họ không nên có trẻ em đi cùng, vì đường đi khá hiểm trở, có một con thác gành rất nguy hiểm. Rick đã mất vài người ở đây, họ sẽ không thấy được gì nếu không tháo bịt mắt. Với tốc độ dòng chảy, họ phải chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến đi 2 ngày, hoặc hơn thì càng tốt. Khi họ nghe thấy tiếng chim hót, đó là dấu hiệu họ đã đến đúng địa chỉ. Cuộc trò chuyện diễn ra khá chóng vánh, vì tín hiệu không ổn định nên nhiều chi tiết quan trọng đã bị bỏ lỡ. Dẫu vậy, Tom vẫn quyết định sẽ đưa cả gia đình anh đến đó, trong khi Mallory thì vẫn đang tỏ ra lo ngại về những điều mà Rick đã nói. Cô sợ rằng lỡ đâu Rick lại là một tên điên giống Gary thì sao? Kể cả Tom có nói rằng Rick biết về cách sử dụng bầy chim, họ xảy ra bất đồng quan điểm, căng thẳng càng leo thang khi Tom lại hứa hẹn với các con của anh ấy về cuộc sống bình thường ở trại tị nạn, chúng sẽ được trèo cây và có thêm bạn mới ở đó. Sao lại khiến chúng phải tin thế? Sống để làm gì khi không có niềm tin chứ? Lúc này, Mallory vẫn chưa thể ngừng ám ảnh về những điều xảy ra trong quá khứ. Cô luôn thu hẹp mình ở trong vòng an toàn, thậm chí những đứa con của cô còn chẳng được đặt tên. Họ gọi chúng theo cách nguyên thủy nhất là trai và gái. Tom hoàn toàn biết điều đó và anh đủ thông cảm với nóc nhà. Ngày hôm sau, khi đang lục lọi một căn nhà, Mallory tìm được một hộp bánh Pop Pop. Đó là lần đầu những đứa trẻ được nếm thử loại bánh có vị dâu, và chỉ thế thôi cũng đủ khiến họ trở nên hạnh phúc. Đúng lúc này, những tên Northwood thình lình xuất hiện, nhận thấy pha này lành ít dữ nhiều. Tom giao lại sợi dây chuyền cho Man và dặn cô ấy, nếu 15 phút sau anh không quay lại, thì hãy đưa các con ra thuyền. Khi Tom tiến ra ngoài để thu hút sự chú ý của đám tâm thần, thì một tên trong số chúng đã nhìn thấy Mallory. Tom lập tức bóp cò, hạ được vài tên, những tên còn lại vội núp sau cái lùm mía. Cứ tưởng chuyến này e là cụ ra đi lạnh toát, thì Tom quyết định tháo hẳn bịt mắt để xanh cỏ với kẻ địch. Anh luồn ra sau, nổ súng, khiến hai tên Northwood không kịp trở tay, nhưng vẫn còn một tên đang bám theo Mallory. Lần này thì thần may mắn không đứng về phía Tom nữa rồi. Anh bị lũ quái vật hốc hồn. Trước lúc bị chúng kiểm soát hoàn toàn, Tom đã kịp bắn hạ tên Northwood còn lại. Sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, Mallory kìm nén nỗi đau mất chống. Cô lập tức đưa các con của mình đi trốn theo kế hoạch. Một chuyến đi dài và đầy cam go, người mẹ dặn các con của cô ấy tuyệt đối phải giữ im lặng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng cũng không được tháo bịt mắt. Nói rồi họ men theo đường sông để đến chỗ con thuyền. Những con chim cũng được mang theo, chúng giống như một loại cảm biến, giúp họ phát hiện ra sự xuất hiện của quái vật. Đã 6 tiếng trôi qua, Mallory tìm cách liên lạc với Rick bằng bộ đàm nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Thi thoảng cô cũng nghe thấy tiếng quái vật đang thì thầm bên tai mình. Sau 14 tiếng, mối nguy hiểm đầu tiên đã thực sự xuất hiện. Một người đàn ông dụ dỗ họ hãy tháo bỏ bịt mắt để nhận được sự giúp đỡ. Nhưng với bản tính đa nghi, Mallory lập tức rút súng để phòng thủ. Tên Northwood trong làn sương mờ ảo dần can lồ lộ, hắn bất ngờ lao tới giành lấy cây súng của Man. Sau một hồi chống trả quyết liệt, Mallory đã vớ được con dao mà ông đạo diễn đã chuẩn bị sẵn. Cô quơ vài nhát. Lúc này, tên Northwood to béo ục ịch chỉ việc đứng im để đón nhận. Tròn một ngày, ba mẹ con nhà Mallory lênh đênh trên sông, động cơ chạy bằng cơm đã hết xăng và cô cần nghỉ chút để lấy sức. Thật không may, sau đó họ đã tông phải Optimus mắc cạn, cú va chạm làm cho cậu con trai ướt sũng và nó đã cướp sạch chỗ đồ ăn của họ. Trông thấy cậu con trai run lẩy bẩy vì cái lạnh, Man quyết định tạt vô bờ để kiếm thứ gì đó sưởi ấm. Cô để các con của mình ở lại thuyền và dặn chúng hãy giữ im lặng, đi theo tiếng chuông gió. Đó là một căn nhà trông giống như một trại tị nạn, vì giới hạn của cuộn dây đã hết, Mallory đành ngoắc nó tạm ở một cái giường ngay lối vào. Khi cô đi lấy chăn và nhu yếu phẩm thì bất ngờ chiếc giường đã bị kéo đổ xuống, đám quái vật không ngừng bay lởn vởn quanh căn nhà, chúng phát ra những âm thanh đến rợn người. Mallory lập tức rút lui, cô vấp chân té ngã, cố nổ súng để xua đuổi đám quái vật. Trong khi đứa con gái của cô ấy đã rời khỏi thuyền để gây thêm chút thót tim cho khán giả. Quay trở lại hành trình xuôi theo dòng sông, đã 38 giờ trôi qua, không một chút tín hiệu từ Rick. Vận tốc dòng chảy ngày một nhanh hơn, báo hiệu họ sắp phải đối diện với thử thách lớn nhất trong hành trình. Mallory nói với các con của cô ấy rằng, khi đến gành thác, một trong hai đứa sẽ phải tháo bỏ bịt mắt, có vậy họ mới biết được hướng rẽ. Nhưng để đưa ra được lựa chọn thì quả thật không hề dễ dàng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, người mẹ quyết định cô sẽ phó mặc số phận cho ông trời. Cô dặn các con hãy bám chắc nhất có thể. Con thuyền trôi theo dòng nước dữ, những cơn sóng xô đẩy không ngớt. Có những thời điểm tưởng chừng như nó đã bị bóp ngạt, nhưng tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Chỉ chưa đầy vài giây sau đó, chiếc thuyền đã trôi theo hệ nằm úp. Mallory bị tách khỏi các con của mình. Cô
cô ngụp lặn chao đảo, chới với trong dòng nước. Nước ngọt thế nhỉ, rồi cô bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của con trai. Họ gặp lại nhau bên một tảng đá, trong khi bé gái đang báo hiệu bằng tiếng chuông ở cách đó không xa. Khoảnh khắc cả ba mẹ con đoàn tụ bên bờ sông, có thể nói đây chính là kỳ tích. Ngay sau đó, họ tiến sâu vào một khu rừng lá kim, men theo tiếng chim ráo rác như đang vỡ tổ. Nhưng đám quái vật thì vẫn chưa có dấu hiệu ngừng buông tha. Chúng bám theo để gieo rắc những cám dỗ cho Mallory, khiến cô bị kích động mà vô tình té ngã. Lúc này, những đứa trẻ đã bị tách ra khỏi người mẹ, mỗi đứa đi một hướng. Chúng cũng bị đám quái vật dụ dỗ hãy tháo bỏ bịt mắt ra. Mallory cố trườn lên để cảnh báo cho các con đó không phải là cô. Sau một hồi quay cuồng vấn loạn trong sự bất lực, Mallory hét toáng lên như muốn giải tỏa sự ức chế. Sau đó, cô đã nghe thấy tiếng chuông báo hiệu của cậu con trai và tìm thấy cô con gái ở cách đó không xa. Nhưng tiếng của Tom vẫn không ngừng lảng vảng quanh tai, nó chân thực đến kỳ lạ, đến mức Mallory suýt bị đám quái vật hấp hồn. Cô vùng lên bỏ chạy cùng các con, nhưng tiếng gió hú do kẻ địch tạo ra đã lấn át cả tiếng chim, khiến họ không tài nào xác định được phương hướng. Sau một hồi quay cuồng trong khu rừng, cuối cùng họ cũng đã tìm được cánh cửa. Khi vào được trại tị nạn, Mallory vẫn có đôi chút hoài nghi và chưa thể phá vỡ bức tường cảnh giác. Nhưng khi biết đó là trường học dành cho người mù, thì cô đã nhận ra quyết định của Tom là đúng đắn. Trại tị nạn thực chất là một cái lồng khép kín, không gian duy nhất được đón nhận ánh sáng là sân vườn được che chắn bởi một mái vòm dây leo tự nhiên. Ở đây, họ cũng nuôi những con chim để chúng cảnh báo về sự xuất hiện của quái vật. Trong lúc cả thế giới đang có nguy cơ bị tận diệt, thì nơi này trông chẳng khác nào thiên đường. Mallory vẻ mặt sửng sốt, thở dài như vừa trút bỏ được gánh nặng, rồi cô cùng các con của mình thả lũ chim về với đồng loại của chúng. Kết thúc phần 1, Mallory gặp lại bác sĩ Lafan, người đã khám thai cho cô ở đầu phim. Những đứa trẻ cuối cùng thì cũng đã có những cái tên riêng biệt, là Olin và Tom. Bộ phim xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.